S8M mà có cả Geno ngon nhỉ. Hàng Vũ hay nết kẹp xe la hả? Hàng Vũ đánh phiêu lên là... Ồ, đánh phiêu anh em cần phải có AOE nhiều. Vãi bèo, nó tăng lên ly. Nét nó trâu nhưng mà không AOE. Hạng Vũ đánh đánh phiêu cũng ngon mà, đâu nói đâu. Nói chung là nó thủ gia với lại nét ấy. Nói chung là đánh phiêu cứ phải AOE, chém chém hụt thằng này thì chống thằng khác, đơn mục tiêu khó. Lúc bu vào đánh đông đông chả thấy nào với nào. Nhầy nhầy. Nhầy thiệt. Alex Salagi tùy chạy bộ lên Quang Vũ, kỵ lên Hàng Vũ, cung thì Nebu hoặc là Ram, cặp nào cũng ngon. Like từ lúc lúc chiều thì phải 2 tiếng rưỡi.
Nó ọp ấy chứ, nó ọp nó mới không bật hiên chứ. Chó người khác gì thì ngon, chó mình thì đếm nhỉ. Tu tài tâm hay tu cả chai? Không, mình đâu biết uống bia uống rượu đâu. Chiều uống bia uống rượu đâu biết đâu. Ui dồi ôi. À, còn cái lít rồi. Ui chết, còn 1 triệu cậy. 3, 4 500 cùng với bộ. À, đánh KBK mà cứ ngủ quên vậy. Chết. Thôi xong rồi đấy, chắc nó ọp thật rồi. Đặc sản Tây Nguyên à? Tôi cũng không biết nữa. Cái mối cà phê là ngon chứ mấy nhỉ? Cyrus LC mình chưa đánh cặp đấy bao giờ cả không ạ? Ngu rồi. Giờ này anh em bơm đông quá, mình mang nhiều lĩnh quốc không bơm được rồi. Tự tông được mà nó đấm đau quá trưởng. Đù.
À, giờ chơi được này nè đúng không? Giờ là mượt rồi đó. Chắc ông cũng chết nhiều ấy. Quá dữ. À. À, ta nói nó sướng. Zero nha. Ổn nha. Chết cả đống lính. Chèn mấy mùa mới lại. Mày nói là boss chứ anh em mình là khóc nguyên một dòng sông rồi. Còn 783.